Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Như vậy là bão số 1 đã không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Trong ngày hôm nay, gió mạnh cấp 6 chỉ còn tập trung tại phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận. Các vùng biển còn lại, gió thịnh hành dưới cấp 4 cho đến cấp 5, tình trạng biển bình thường trở lại. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió nam tại Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi xa khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, gió cũng giảm dần xuống mức trung bình khoảng cấp 4 cho đến cấp 5. Tình trạng biển ổn định hơn, cùng mưa rông xuất hiện ở một vài nơi và tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Các vùng biển của miền Trung và vùng ngoài khơi xa là khu vực giữa Biển Đông, gió phổ biến ở mức trung bình nên biển không động, cùng thời tiết ít mưa và ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Riêng vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận vẫn cần lưu ý với gió đôi lúc mạnh cấp 6 trong 2 đến 3 ngày tới. Còn lại các vùng biển phía Nam bao gồm vùng biển của Nam Bộ và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, lưu ý mưa rông xảy ra rải rác về chiều và tối, nên tàu thuyền vẫn cần cảnh giác với tầm nhìn xa giảm kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ, gió thịnh hành hướng Nam với cường độ ở mức cấp 4 cho đến cấp 5, nên sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét, tầm nhìn thông thoáng ở trên 10 km và ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Dịch chuyển xuống các vùng biển phía Nam trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, trong 3 ngày sắp tới, tại đây tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt, gió thổi đều theo hướng Tây Nam đến Nam nhưng sẽ có cường độ phổ biến chỉ khoảng cấp 4, nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết hứa hẹn sẽ khá thuận lợi cho việc ra khơi cũng như lưu thông hàng hải khi mưa ít và tầm nhìn xa thông thoáng ở trên 10 km. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.